Thì anh này thì cũng vô để mà thành lập doanh nghiệp, nhưng mà thành lập riêng của mình. Dạ. Thành lập doanh nghiệp tư nhân Dạ đúng đúng không? rồi. Thì lúc đó thì em ngồi một mình, trên tay em thì không có đeo nhẫn. Cái mới bước tới làm quen. Nhưng mà cái anh này nhìn anh có vẻ khô khan quá hả? Không, chị lãng mạn lắm á. Lãng mạn lắm hả? Nóng tính lắm hả? Dạ nóng tính dữ Thấy lắm. vui vẻ lắm mà. Trời coi chứ đụng chuyện là dữ dằn lắm. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Tham gia chương trình Vợ Chồng Son ở gì hôm qua mới đi cắt tóc đúng không? Dạ. Nên bắt đầu là biết rồi. Rồi xin chào hai anh chị. Dạ. Mời hai anh chị giới thiệu sơ về mình. Dạ em chào quý vị khán giả, chào anh Út Thuận và chị Hồng Vân và quý vị đang xem đài. Em tên là Nguyễn Thành Thiết, sinh năm 1977, quê ở Thủ Thừa, Long An. Sao mà người nhìn mạnh mẽ, nhìn phong sương, nhìn bản lĩnh như vậy mà sao có vẻ như rụt rè quá vậy hả? Dạ tại run. Run hả? Dạ run. Giờ được. Làm sao cho hết run đây? Cho một tràng pháo tay rồi. Bớt chưa? Bớt chưa anh Thành Thiết? Dạ bớt, dạ bớt. Dạ. Dạ nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Em có quản lý một cái công ty nhỏ nhỏ của em chuyên về xây dựng nhà ở. Hiện nay đang làm thêm cái mảng nhỏ nhỏ là bất động sản. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Hồng Vân. Hồng Vân, chào quý khán giả có mặt trong trường quay và khán giả đang xem đài. Em tên là Lưu Thị Thanh Thảo, em sinh năm 1980. Nghề nghiệp của em là kế toán dịch vụ, em đang quản lý 10 công ty. Quản lý 10 công ty, lần đó. Ở chị là ở Sài Gòn hay là? Dạ em ở Long An. Long An. Dạ. Hai người quen nhau. Dạ sao? Quen chắc đi nhau mua đất là... phải không? Dạ không phải. Em là bên kế toán dịch vụ. Cho nên là em chuyên về thành lập doanh nghiệp. Thì trong một ngày nào đó cái em vô sở kế hoạch để em nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Thì anh này thì cũng vô để mà thành lập doanh nghiệp, nhưng mà thành lập riêng của mình. Dạ. Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em ngồi một mình. Thì anh này thấy trên tay em thì không có đeo nhẫn. Mới bước tới làm quen. Dạ thì hỏi ra là nghề nghiệp của em thì cũng sau này cũng liên quan đến công việc của ảnh. Đó thì hai người mới trao đổi rồi xin số điện thoại với nhau. Trước đó là em có thấy trên, lúc đó là năm nay em là 43 nhưng mà năm 41 tuổi á, em thấy có chương trình là bạn muốn hẹn hò. Cái em đăng ký bạn muốn hẹn hò mà nó ký hoài không ai kêu hết á. Thế thôi để cái tờ giấy độc thân chuẩn bị sẵn ở trong vỏ, bây giờ nó gặp ai ở ngoài mà làm quen mà ta thấy mình lớn tuổi mình trình ra nè, chưa có vợ nè, nói cơ may sẵn gặp chị này thì đi vô làm thành lập doanh nghiệp. Rồi xong rồi qua hỏi em, em giống dịch vụ kế toán vậy. Dạ cái gì giúp anh thành lập công ty, ban đầu thuế má là không rành, không rành lắm, thật sự cũng rành nhưng tại nói vậy không rành lắm, bây giờ giúp anh đi. Chị này cho số điện thoại, nhiệm vụ mình chính là lấy số điện thoại, lấy được rồi vô rồi, dính này dính này. Rồi có đưa cái tờ giấy bạn muốn hẹn hò ra không? Dạ đã chưa, đã chuẩn bị sẵn thôi. Rồi xong rồi sau khi mà giấy tờ công ty gần xong rồi, cái đầu uống nước ngồi nói chuyện, nói em có gia đình chưa? Nói dạ chưa. Nói chưa thì để đi muốn giới thiệu cho anh kia ha. Thích sở thích là gì? Cái mình giới thiệu mình có thích không? Cái thấy cái bộ cũng thích thích, cái đưa cái giấy hẹn, cái giấy mà chứng nhận độc thân á, chứng nhận độc thân là đưa ra đặng trình đặng mới quen được chứ nhiều khi nói mình lớn tuổi rồi có vợ đi gạt con gái này kia đồ vậy hả? Rồi cái mối tình hai người tiến triển sau trong bao lâu đó như thế nào? Tụi em vừa quen vừa cưới vừa tìm hiểu về công việc trong vòng 78 ngày. Đó rồi lúc nào thì anh mới bày tỏ cái tình cảm của mình cho cô biết? Dạ sau khi thành lập doanh nghiệp xong xuôi hết là khoảng bao lâu? 48 ngày là còn lại là 20 tháng ngày. Còn lại đúng tháng rồi về nhà ăn cháo vịt, về chủ yếu là cho ba mẹ con mắt thấy ba mẹ ưng liền không? Dạ ưng. Sau khi ăn cháo xong rồi nói chuyện rồi chia tay, bữa đó thì có hẹn gặp là uống cà phê để rút lại cái chuyện tình cảm. Tối em gọi thôi, em nói vừa nói vừa cười giống giống như là tưởng đâu là bên em được nó chơi, nói bây giờ thương á, giờ chịu thì đồng ý về hỏi ba má đi, đầu tháng hỏi cuối tháng cưới.
Nhưng mà cái anh này nhìn anh có vẻ khô khan quá hả? Không chị, lãng mạn lắm á. Lãng mạn lắm hả? Một bữa đó đó, cái điện thoại cho em kêu em á là ăn mặc đẹp nha, cái hẹn em ra quán cà phê cái một mua Long An đúng không? Đúng rồi, mua một chỗ hoa hồng rồi cái cầu hôn luôn. Rồi lúc em có đồng ý không? Em có đồng ý hay không? Dạ em thấy đồng ý, thấy cũng thiệt tình với cũng nhiệt tình nữa. Là cái đêm đó là lúc đó mấy giờ? Là nắm tay rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là nắm tay rồi xong làm gì nữa? Làm gì nữa không? Bà này bà cười không thì em đây nói đi. Sau khi nhận bóng là làm gì không? Thì cái chuyện tình yêu nó đã tính thời điểm chín mùi rồi, thì giống như một cái gọi là chìa khóa tình yêu với là ổ khóa tình yêu, thì nó gặp nhau thì có thể là như thế nào. Không nói đại đi, trời ơi, có thể là thế nào. Cái quan trọng là mọi người không biết cái chuyện là đi đâu đúng không nào. Tại vì tức là bây giờ phải hỏi là đi đâu thì mình mới có thể là tra chìa khóa vô ổ khóa đó. Chứ còn ở quán cà phê sao mà tra đúng chưa được. Dạ vô nơi có chữ ca ớt. À, có chữ ca ớt là nhà thức đó phải không? Khách sạn thì nhà thức đó, nhà vô động thức chứ đâu có ngủ được. Rồi sao nè, đó rồi vô chịu hả? Không, chịu không cũng phản ứng dữ lắm, nhưng mà em sẽ nói là lớn rồi có cái hành động phải có trách nhiệm, nói hồi thì thuyết phục chịu. Rồi vô luôn. Dạ vô rồi đó. Cái thời gian mà từ lúc mà chuẩn bị mà hỏi để tới lúc cưới á thì cũng có nghĩ ra cũng vài cái chiêu mà gọi là bây giờ mình nói ra trước khán giả và trước mà ảnh nhỏ ba mẹ có nghe được, ba mẹ vợ ba mẹ ruột có nghe được thì bỏ qua, em tự làm thầy bói coi ngày cưới cho em. Tại vì em nghĩ là mình quen phù hợp như thế này rồi, không thể mất đi viên ngọc, cho nên mình sẽ đầu tháng coi ngày cuối tháng cưới. Ba mẹ nói mày đi tới đó coi ông thầy đi. Nói, dạ đi coi, nhưng mà tự về nói vợ để ông xã suy nghĩ ra ngày đẹp nhất, tự coi ngày giờ luôn, tự trả chữ ký chữ viết luôn. Mua tờ giấy A4 mà hồng á, mua hai tờ việc cắt làm tư, viết ba tờ kia sai hết, xấu quá, với chữ giống chữ mình á, sợ phát hiện ra. Tự mình viết một nét chữ khác, viết ngày đó giờ đó. Ngày sớ đó là của thầy đó. Dạ của thầy đó, thầy này. Thì đó đó. Em viết và tới nhà cô dâu là từ đây từ Long An xuống tới Tiền Giang là khoảng 2 tiếng, là tới 10 giờ là tới rước dâu được. Từ Tiền Giang về Long An là 2 tiếng nữa, là 12 giờ là về tới nhà trai là ok. Là được, cái em đưa cho ba, em bỏ vô cái phong bì rồi bạn thiệp trình ngày cưới ghi hoành tráng lắm, ghi chữ giống thư pháp lắm, ba đâu nghĩ là chữ mình đâu. Chữ em đẹp lắm nha, nhưng mà ba ghi chữ này xấu đi. Ba nói thôi vậy cũng được. Cái bữa đi rước dâu cái em thì ngồi ở sau, ba cũng ngồi, ba với mẹ cũng ngồi ở sau, nói với bác hai á, ba nói với bác hai nói ông ơi, anh hai, ông thầy này coi ngày cũng rộng quá ha, 2 tiếng đồng hồ mà đi cũng thoải mái á, ngồi sao cười quá. Ông tính hết đường đi nước bước tính luôn hết rồi. Ông thầy coi cũng rộng giờ. Hai người lấy nhau lâu chưa? Dạ được 1 năm 8 tháng. Một năm tám tháng. Thời điểm này là có bầu 6 tháng. Xin chúc mừng. 1 năm 8 tháng về ở với nhau, bạn á có nhìn ra được cái điểm xấu của người đàn ông này nó lòi ra không? Nóng tính. Nóng tính lắm hả? Dạ nóng tính dữ lắm. Thấy vui vẻ lắm mà. Trời coi chứ đụng chuyện là dữ dằn lắm. Có dữ dằn với bà, với vợ lần nào? Dạ có dữ dằn, nhưng mà em biết vậy đó, cái em nhịn rồi cái không cãi lại rồi cái im. Rồi còn gì nữa? Hay tin người nữa. Dạ, hay bị gạt á. Ủa vậy hả? Gạt sao? Bị đối tác gạt hay con gái gạt hay là? Đối tác gạt trong công việc thôi. Đi làm thì cái khi thay vì mình phải có cái hợp đồng cụ thể, mình nhận một công trình nào đó thì mình phải ký hợp đồng cụ thể đối tác. Thì nói qua miệng thôi, mình tin tưởng á. Xong rồi cái người này không hiểu ý người kia. Đó rồi cái cuối cùng cái ra sản phẩm không phù hợp, cái người kia nói là bây giờ không đẹp, xấu quá, không trả tiền. Rồi ôm. Rồi, hai chồng bỏ tiền túi ra trả. Mà có bị nhiều lần không em? Dạ chắc bị 2 lần. Hai lần không cũng chết rồi. Ông xây dựng cái nhà ta không trả tiền là cũng xong hàng. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Tật xấu hết rồi. Rồi, tới thiết. Nói chung là vợ thì rất là tốt, nhiệt tình trong công việc và có một vài tật xấu, ví dụ như là hay bất cẩn thôi. Ở nhà mà quên đóng cửa thì trong nhà này có máy tính rồi đó. Thì khi nó mất cái máy tính thì mất dữ liệu rất quan trọng. Mà trong lúc đó thì đóng cửa thì đi gọi đầu. Đi gọi đầu khi người ta vô ta lấy máy tính là ta thấy trống trải, ta lấy luôn sao. Đâu đâu được, la.
la rồi cái giận. Giận là cái cự đòi ly dị nó ghê chứ. Vậy á? Nhưng mà có biết đơn chưa? Gần tới đòi ly dị thì em cũng rất là tỉnh, tại vì em biết là phụ nữ thì hay nóng nảy vậy chứ, xong rồi thôi gì chứ mình đừng có đổ thêm dầu. Mình nói là nếu mà không phù hợp á thì thôi, biết thì biết, biết thì về anh coi, anh đọc anh ký. Lúc đó em đi làm ngu gì mà ở nhà, trong đi làm em quá rối chứ. Em nói chà, mình mạnh mẽ vậy chứ mà thực sự chuyện tình cảm mình bị cũng đảo lộn nha. Cái em mở máy lên thấy ủa sao cái file gì ngộ quá vậy ta, mở lên cái file của viết ly dị đó. Em nói cái này viết không đúng nè, em phải giật ra giật vô rồi. Mà trong lúc viết mà hỏi ủa này gửi đâu ta, cái gì gửi đâu ta, em hỏi gì đó, nhưng mà làm kế toán thấy đâu cũng quen con số, cũng quen viết đơn rồi nọ, mà cuối cùng cái đơn đi vậy là không biết gửi đâu, không biết gửi đâu, chỉ có vậy thôi hả? Vậy mong muốn thay đổi nói luôn đi. Mong vợ thì bớt bất cẩn lại, thứ nhất, thứ hai nó nên đi ra ngoài xung quanh giao thiệp với bạn bè và để biết cái khu vực này khu vực kia có gì thay đổi. Chẳng hạn đi em mời đi ăn chè sau khi cưới hoài mà đâu đi đâu, bữa nay là 1 năm 8 tháng mà mời chưa được một lần đi ra ngoài đường á. Nhiều khi tao không thích ăn chè rồi sao, mời đi ra ngoài thôi không đi vậy, ở nhà cũng vậy hả? Rồi còn em? Dạ em mong muốn là chồng của em là bớt nóng tính lại, với là cũng nên là gia đình tin người quá. Dạ. Nói chung là tin, nên tin đúng người đúng dạ, không đúng, đúng không nên dạ. Tin đúng người thôi. Giờ chị chỉ khuyên tụi em á là vậy nè, từ đây cho đến lúc ngày vợ em sanh á, không nên làm cái điều gì để cho vợ em xáo trộn cái cảm xúc á. Đừng có bị sốc hay là đừng có bị buồn quá hay này kia, vì từ ở cái tuổi này á, mình có bầu á, nó nhiều những cái nó mệt mỏi hơn những cái người trẻ tuổi khác, thành ra là mình phải giữ gìn, nhất là về sức khỏe thì mình không nói rồi, nhưng về cái tinh thần á, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái bào thai. Con mà ở tuổi này là con vàng á. Đúng không? Con vàng con ngọc á chứ không giỡn. Bây giờ thì chỉ có chúc là hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Đúng rồi. Cuộc sống hạnh phúc. À, hạnh phúc rồi, bây giờ thêm đứa bé ra đời sẽ hạnh phúc nhân đôi nữa. Đúng rồi. Cảm ơn. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm, là em tức quá rồi bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Hai vì cảm ơn ông cho tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Anh em cũng được, chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ngay bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Toàn, đến từ Tiền Giang, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên IT. Em tên là Lê Kim Ngân, hiện tại là em năm nay được 26 tuổi và em đang làm tại phòng kinh doanh cùng công ty với ảnh luôn. Mối tình của hai bạn bắt đầu như thế nào? Thì hai đứa em do là làm chung một công ty. Trước khi mà quen để đến được với nhau thì hai đứa ghét nhau lắm. Đã từng chửi và đánh nhau luôn. Làm cùng công ty mà em là làm bộ phận bán hàng thì ảnh lại là quản lý kho. Không biết sao ngay từ đầu gặp mình là ảnh đã ấn tượng không tốt về mình rồi. Ảnh không thích em, ảnh để đơn hàng em đưa trước, anh đưa giải quyết sau. Một lần em tới xuống xử lý luôn. Em vứt tờ phiếu vô mặt ảnh rồi ảnh cũng cương lại với em, không vứt luôn. Ủa vứt cái gì vô mặt em? Dạ không, em đánh ảnh. Rồi nhưng mà ảnh có đánh ngược đâu. Dạ ảnh cũng mém phản kháng nhưng mà em không cho phản kháng, em biết là em đánh không lại nhưng mà em vẫn quyết tâm, là em tức quá rồi bao nhiêu ngày dồn lại là em đánh luôn. Bây giờ thua cũng đánh, là sếp phải xuống giải hòa rồi giải quyết công việc để không ảnh hưởng nữa thì mới chịu yên. Vợ em nhìn cũng xinh xắn như thế này, sao em không ưa vợ em? Lần đầu gặp cô nàng này thì quá đổi phong cách đi, tóc nhuộm, áo quần trang phục thì nó hơi thoáng, mà bạn này lại nói chuyện giống như là nửa ngang mà nửa sóc sóc, cái mình càng ngày càng không ưa nổi. Là vì lý do nào mà sao hai bạn lại thích nhau? Ai là người chuyển biến trước? Tại là cái đợt đó là do tự chạy xe mà em bị tai nạn, ba mẹ phải đưa đón. Thì ngày hôm đó là ba em không đến đón được, anh này tự nhiên xung phong chở em về. Lý do chở về thì lúc đó là nghĩ là sau thời gian thù hận hằng nhiều quá rồi thì thôi cứ nghĩ là chở về dùm một bữa hai bữa vậy thôi. Hỏi cái cảm giác nè, cái lần đầu tiên mà em leo lên xe của anh này để chở về, dạ em thấy sao?
cái xe là dài bao nhiêu là ảnh ngồi đầu xe, em cuối xe. Chứ lúc đó anh chở về em lo lắm mà. Cái ảnh sau lưng mình nó sát khí nhiều quá, nó lột nón là đập vô đầu mình cái thôi. Không biết sao. Đêm hôm đó về em có cái cảm xúc gì khác bình thường không? Thay vì cảm ơn ông chở tôi về chẳng hạn, không nói không rằng bước xe đi vô nhà luôn, y như mình là người vô hình vậy đó. Mình đang có một xíu cảm giác thiện cảm lại với con này, tự nhiên xuống xe không nói tiếng nào hết trơn á, cái ghét thêm lần nữa. Và cứ thế là đưa đi đó, có chỉ đưa về thôi chứ đâu có đón đi đúng không? Dạ, dạ. Thì một thời gian đầu là chỉ đưa về giùm thôi, còn sau đó là xung phong luôn. Mà từ quận 10 là sáng 5 giờ sáng dậy anh chạy xuống nhà em, anh đón em đi làm. Ở đâu lận? Dạ em ở gần bến xe miền Đông á. Trời ơi gần ghê luôn. Rồi chiều anh lại chở em về, lại về ngược lại công ty ngủ 3-4 tháng liền liên tục như vậy á. Rồi đến bao lâu thì anh ấy mới tỏ tình với em? Dạ chắc cũng tầm 3-4 tháng á. Tỏ tình là ngày đó là ngày lễ. Mà ngày hôm đó em lại nghỉ làm nửa buổi á. Bữa đó là 20 tháng 10. Xưa cái là vừa tính đi thì xe lại hư, cái không biết làm sao đi luôn nữa rồi. Mà bây giờ quà cáp hoa là đã chuẩn bị hết rồi. Ở trong công ty đó có một anh shipper nữa. Rồi anh lên năn nỉ, anh ơi làm ơn chở giúp em ra nhà Ngân đi. Thế là anh này cũng thương tình. Tao chở mày đi đó, nhưng mà tao còn đi giao hàng, đi có việc nữa. Mày tranh thủ rồi về. Em hứa một tiếng thôi, một tiếng rưỡi vậy ha. Là em đi lên, đem hoa, đem quà lên tới nơi là tầm khoảng 6 giờ. Sau khi em hẹn với anh đó 1 tiếng rưỡi. Dạ quên luôn, cái anh shipper đang ngồi thì em giờ nói chuyện tới gần 1 giờ khuya. Anh cũng nhiệt tình là anh không dám về, anh sợ là bây giờ tao đi về rồi mà hồi mày về với ai. Mà cũng không dám gọi luôn đó, sợ phá tan không gian hay sao á. Trời ơi, shipper nào mà tâm Bồ Tát dữ không biết nữa hả. Mà đứng nói chuyện tới 1 giờ mấy mà phụ huynh không ra la hả? Dạ, tại vì nhà em ngay cái hẻm cục á, là mẹ em đứng trong là thấy hai đứa đứng nói chuyện rồi. Ở trong lúc mà tụi em yêu nhau đó, ai là người ghen nhiều nhất? Ảnh ghen. Em là hình như là hầu như chưa từng ghen ở trong thời gian quen đó luôn. Ghen theo kiểu bình thường hay là ghen cuồng ghen hay ghen bệnh? Dạ ghen cái này cũng hơi bệnh luôn á. Ảnh đổi làm cùng phòng với em để anh hỗ trợ phần mềm cho phòng kinh doanh. Mà anh thấy em nhắn tin với ai, anh nhìn cái nick Facebook mà anh nhìn cái hình đó anh biết bạn nào luôn, anh truy được trên Facebook ra người nào luôn. Rồi kêu em là em đang nhắn tin với ai, em ra hành lang gặp anh gấp. Bây giờ anh cho em cơ hội em trả lời anh đi. Nếu anh thành thật anh bỏ qua. Em nói anh đâu cần anh bỏ qua, đó là quyền cá nhân của em. Và em nói chuyện với bạn đó, đọc được tin nhắn lại biết không nói gì quá đáng rồi. Ghi qua ghi lại. Là cãi nhau. Cuối cùng. Sau đó một hồi là em tức quá không thèm nói nữa. Bắt đầu ảnh tự cáo gắt rồi la lối rồi. Xong bắt đầu nói nhỏ nhẹ. Em là suốt 4 tiếng đồng hồ em không nói chuyện với ảnh luôn. Xong rồi tới lúc ảnh tức quá rồi ấm ức mà nói một mình á, ảnh bị hạ canxi. Run bần bật lên mà có tướng to xác như vậy mà run xong ngất xỉu. Trời. Em tưởng giỡn. Em tưởng ảnh giỡn, em không nghĩ là ảnh xỉu thiệt vì em không hề biết ảnh bị bệnh. Xong rồi em đi kiếm người lôi vô, từ hành lang lôi vô văn phòng. Cả nửa tiếng sau ảnh mới tỉnh dậy á. Oh. Nhưng mà sau đó chắc lẽ là không dám làm bất cứ điều gì. Dạ không bao giờ dám làm hoàng thượng giỡn. Nên là em cũng năn nỉ. Em năn nỉ sao em năn nỉ là anh ơi anh bỏ em đi. Anh đừng thích em nữa. Chứ bây giờ quen nữa rồi mốt giận á rồi anh bị gì em không chịu trách nhiệm được đâu em. Rồi sợ có xỉu nữa không? Dạ không, lúc đó là bình tĩnh rồi. Năn nỉ dỗ lại nó là em chỉ cần là anh có bực tức gì anh nói chuyện em chịu trả lời đi. Anh ừ, em ừ cũng được. Chứ em đừng có im lặng như vậy, em im lặng là anh xỉu nữa. Ủa nhưng mà hai em quen nhau bao lâu thì cưới nhau? 3 năm là tụi em cưới. Đi trước khi cưới có suôn sẻ không? Thật sự là tụi em không hề có ý định là sẽ cưới vào cái thời điểm đó. Để 1-2 năm nữa. Rồi anh nói là ba mẹ anh cũng hỏi. Em nói thôi bây giờ có cơ hội cho người lớn gặp nhau. Chỉ là gặp nhau cho biết để hai bên yên lòng. Mà em đâu có ngờ. Hai bên hỏi qua hỏi lại chừng được vài câu thôi là hỏi. Thôi giờ quyết định là cưới luôn đi, là chốt ngày cưới luôn. Thì ba mẹ anh này cũng mở tờ giấy ra nói có hỏi tự thử ngày sinh rồi, tìm được ngày tốt luôn rồi. Buộc là trong hoàn cảnh đó là phải chấp dạ, chịu chứ sao về phải chịu là nói dạ thôi, dạ đồng ý. Tại bây giờ không cưới nữa thì không quen nữa. Mà chính vì cái điều đó mà tụi em có bị stress hay là cái gì về cái vấn đề áp lực cái lúc cưới, bị nó cưới nhanh quá, cưới ngoài kế hoạch đó. Dạ. Thứ nhất là em ở dưới quê cũng là con một, mà nhà thì ba mẹ dưới này cũng hơi yếu. Thì nhiều cái vấn đề thời điểm đó ra mà làm cho vợ em cảm thấy căng thẳng. Em là người căng thẳng nhiều hơn ảnh. Ảnh là người luôn mà an ủi với lại đà động viên của em. Mình chưa có sự chuẩn bị tốt. Mà em lại nghĩ là cưới xong con một là phải về quê. Mà trong khi mẹ em ở trên này á, mẹ em đang bị bệnh tim rất là nặng. Tức là cái thời kỳ của mẹ em là rất là nguy cấp rồi. Phải quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi. Bây giờ nếu mà lấy vợ, lấy chồng ở dưới đó con một á, mình phải làm dâu ở xứ xa là thứ nhất. Rồi mẹ ở đây không biết như thế nào là cái trăn trở đầu tiên của em, là em lo lắng cho ba mẹ. Cái sau nữa là em thấy là công việc của mình hiện tại đang ở Sài Gòn và nó đang trên đà phát triển. Mà bây giờ mình về quê có quá nhiều sự thay đổi. Mình không biết là mình phải tập sống một cuộc sống mới, một môi trường mới như thế nào.
Rồi bạn bè mình cũng nói nữa, trời tự nhiên giờ này đi lấy chồng, ai đâu lấy chồng giờ này. Rồi mình hoảng quá, dạ mình tự em tưởng tượng ra những áp lực đó. Cho nên là bị stress. Dạ. Mà cuối cùng thì cũng vượt qua đúng không? Dạ, tìm được giải pháp đúng dạ, không? Người mà giúp em vượt qua đó là phía nhà ảnh với lại ba mẹ ảnh. Nên là em rất là cảm động, xong rồi em nghĩ là hình như mà mình tưởng tượng hơi quá rồi. Thôi vậy ổn thỏa. Vậy chắc hai người này lấy nhau rồi, chắc hiểu nhau hết rồi, chắc không ai có tật xấu đâu hả? Cái mà em cảm thấy mà khó chịu nhất á là cái thói ngủ. Ngủ hả? Ham ngủ. Sáng đi làm, phải đi làm sớm này cũng hơi xa, kêu vợ dậy mà phải kêu trừ hao á là 7:30 đi làm phải kêu từ 6:30, chỉ lăn qua lăn lại trảo cho đều. Những ngày thứ hai cũng như qua tới ngủ. Là nằm mơ. Cái đêm nào mà nằm mơ giấc mơ đẹp á thì cuộc sống em bình yên lắm. Cái hôm nào mà nằm mơ thấy em đi uống cà phê, đi nhậu hoặc đi với con nào con kia, tự những cái con là tự tưởng tượng ra nha, là sáng phải năn nỉ từ sáng tới chiều luôn á, tại giận. Chứ vậy là không phải ngủ mà là ghen mộng, có nghĩa là ham ngủ nè với bị mộng ghen. Dạ. Em mong muốn thay đổi gì trong hai cái đó? Em chỉ muốn là sáng đi làm mà đừng có lăn nhiều quá được rồi. Tức là đừng có ngủ nướng nữa. Dạ. Đừng có ham ngủ nữa. Dạ. Còn mộng ghen sao? Ghen thì thôi, cái đó cũng thú vị, thì dễ thương đúng không? Cũng dạ. Thú vị. Rồi tới dạ, em đó là ảnh có cái tật rất là ghê luôn nha. Ăn xong thì mình tiêu thì mình ợ là được rồi. Cái này ợ cũng giỡn mặt người ta, ợ liên khúc chừng chục cái vậy đó. Em nói là đừng có làm như vậy nữa. Là ngồi đó mà mắc ợ á. Em hả? Ảnh em mặt mà ảnh bầm đỏ luôn á. Trời ơi em lại tưởng là mắc nghẹn hay là sắp gì rồi. Bắt đầu mọi người lại dồn sự chú ý vào ảnh. Ảnh đã không muốn tuôn trào như núi lửa rồi mà mọi người lại đang nhìn chằm chằm vô mặt ảnh, nữa né đường nào được mà né. Sau một hồi là ụt ra một cái. Trời ơi, cái mặt mũi em không biết giấu đi đâu luôn, muốn dẫn ông về ập cái mâm cho ổng cho cái nhanh luôn á. Trời. Rồi còn gì nữa? Thì ảnh đã nói là bất cứ đâu ảnh đi tới đâu hoặc ảnh làm cái gì cũng phải có em. Từ ngày quen em cho đến cưới là đã 4 năm như vậy rồi. Rất là phiền á, em thích thoải mái tự do, em muốn là... Em không cảm thấy đó là một cái điều hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc tức là nó chừng mực thôi. Còn cái này là 100% mọi hoàn cảnh. Bây giờ ảnh có đi sửa một cái món đồ vậy em cũng vẫn phải ngồi trên xe. Xe mà không ôm em là giận ảnh. Bây giờ không ôm là em đang giận anh đúng không? Em đừng có muốn anh gây lộn ở đây, anh xỉu đây nha. Trời. Dạ, đây. Đúng là kiếp trước chắc em là cái cục ngọc của ảnh đó, xong bị người ta cướp á. Ra bây giờ em đang ở trong một cái thời điểm mà hạnh phúc nhất của một cái người phụ nữ. Tại vì mình có và mình có nhiều như vậy, thành ra mình nghĩ rằng cái đó nó bực bội. Đến một thời điểm nào đó đó thì cái việc đó em không cần mong muốn thì anh cũng sẽ phải giãn ra. Thứ nhất là áp lực về công việc hoặc là cái chuyện con cái. Thành ra là theo chị nghe thì em cứ enjoy cái đó đi. Đó, còn sau này nếu từ từ mà anh bắt đầu lơi ra để anh lo cho công việc thì lúc đó em phải chuẩn bị sẵn tinh thần là đó là điều em mong muốn. Còn cái vấn đề mà chồng em mong muốn là bớt ngủ hả? Chắc chắn là bạn vợ cũng sẽ thay đổi thôi. Bây giờ bạn đương được tận hưởng cái điều đó thì bạn cứ cho bạn tận hưởng đi. Đúng không? Anh chúc hai vợ chồng em luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Và năm sau sẽ có một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của mình. Xin chào. Thôi để dành hai máy đó cho chú. Dạ. Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu. Bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ, không được cãi lại. Mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Máy giặt Toshiba điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Không biết cặp vợ chồng này sẽ mang điều gì thú vị đến cho chương trình chúng ta. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Nè. Ôi giống nhau quá. Mời hai em. Dạ. Câu nói đầu tiên của anh đó là hai vợ chồng này cái mặt giống nhau quá. Có ai nói không ta? Dạ có. Thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, con xin phép gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại con là ca sĩ tự do. Dạ. Hiện nay bao nhiêu tuổi Hoàng? Con 35 tuổi. 35 tuổi. Trời, 35 mà sao trẻ quá vậy chị Một? Trẻ thiệt. Dạ. Trẻ giống một cái người ca sĩ ở trong showbiz mình nè. Ai đang ta? Trường. Tương có công nhận không? Dạ. Có liên quan gì đến Đan Trường không? Thực sự thì con đã từng tham gia những chương trình về
hóa thân thành ca sĩ thần tượng của mình, đó là anh Boy Đan Trường. Ồ vậy hả? Không, bạn này bạn nói rồi mình mới thấy cái nét mặt của bạn cũng nhăn nhác Đan Trường. Cái giọng hồi nãy lúc mà vô chương trình á, dạ, mình yêu cầu các bạn trang điểm á, dạ, đừng có xịt keo làm tóc, để hai mái giống như anh Bo luôn. Trước đây con cũng đã từng để hai mái rồi, nhưng mà anh Đan Trường để hai mái nhìn đẹp lắm, mà con để hai mái nhìn nó bị sai sai, bị lỗi lỗi. Đúng không? Dạ. Rồi thôi để dành hai mái đó cho chú. Dạ. Dạ. Gì vậy? Phản ứng quá vậy hả? Quá là phản ứng đi, không biết mái đâu mà để cho em. Trời ơi, để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai mái để mọi tôi người thấy hết hồn. Mày ơi, xin cha cha cha. Đúng rồi đó. Đâu bây giờ Hoàng hát thử lại cái hồi mà Hoàng hóa thân thành ca sĩ Đan Trường đi, một hai câu thôi. À, sau đây thì con xin gửi đến mọi người một đoạn trong ca khúc Tình Khúc Vàng. Anh nghe mùi hương trên tống quen nồng nàn, anh nghe tình em chưa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng, anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Hay quá. Nhắm mắt lại là cứ tưởng Đan Trường xuất hiện trong Nhìn Vợ Chồng Son không? Đáng yêu. Ừ. Rồi, mời dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Mai Thị Diễm Phương, con sinh năm 92, năm nay con 30 tuổi. Con mới sinh em bé được 5 tháng. À. Dạ, hiện tại thì con đang ở nhà chăm em bé. À. Nhưng mà trước đây là Mai Diễm Phương nha. Con đừng nói là con cũng mê cái cô Mai Diễm Phương. Mai Diễm Phương bên Hồng Kông. Dạ, đó. Cô bên Hồng Kông là Mai Diễm Phương, con là thêm chú Thị nữa. Trước đây thì con làm trong công ty giải trí của hệ thống nhà hàng karaoke Kingdom. Rồi như vậy là biết tại sao họ quen nhau rồi. Sao? Em biết. Ông này, ông đi hát karaoke, ông đi hát karaoke và ông gặp cái cô này và xinh quá. Họ bắt đầu lấy số phone cho nhau và ổng chủ động cua bà này và dính luôn, đúng không? Vậy không đúng. Vậy không đúng. Quá mấy. Tôi làm ông mụ tôi. Thực sự hai tụi con quen thì chỉ mới quen thôi, nhưng mà đã biết thì đã biết từ rất lâu rồi. Thực sự thì trước đây con là quản lý chung hệ thống của Phương làm luôn. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Phương vào thì Phương làm vị trí là lễ tân. Dạ thì hai đứa gặp nhau thì chỉ ở mức đồng nghiệp với nhau thôi, và con thì cũng chỉ xem Phương là đồng nghiệp và giống như những bạn nhân viên trong đó và những đứa em trong đó thôi, không có để ý nhiều. Và cũng thấy cô bé này cũng dễ thương, cũng xinh và cũng có chút cảm tình gì đó thôi, nhưng mà không có đi xa hơn. Phương, con có cảm mến anh không? Dạ không. Thấy chưa, không có đứa nào cảm mến đứa nào hết trơn, hết trọi á. Ủa sao kỳ vậy? Có nghĩa là hai đứa tụi nó biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng mà yêu nhau thì chỉ mới đây thôi. Lúc con vô làm Kingdom là 2014 rồi. Nhưng mà thực sự thời gian đầu vô Kingdom thì con còn trẻ con lắm. Thực sự là lúc mà mới vô làm á thì môi trường mới mà với lại nhân viên mới thì cũng được nhiều người để ý, chứ không phải là chỉ một mình Hoàng để ý, thì lúc đó cũng chả để ý gì đến Hoàng đâu. Trong cái thời gian đó là con đã có người yêu chưa? Dạ lúc mà mới vô làm Kingdom thì con chưa có người yêu. À. Dạ. Rất nhiều anh để ý. Dạ. À, nhưng mà còn... chứ không phải chỉ một mình anh Hoàng quản lý để ý đâu. Đó, mà bây giờ Hoàng nè. Dạ. Lúc mà trước khi con gặp Phương á thì là con đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Thời đó là còn trẻ nên cũng yêu rồi chia tay cũng nhiều lần, có nghĩa là một người nhưng mà chia tay rồi yêu lại. Dạ. Câu hỏi này, tụi con làm chung với nhau bao lâu thì tụi con bắt đầu có cảm tình với nhau? Sau đó là đã kết hôn, mỗi đứa đã tự tìm cho nhau một cái hôn nhân riêng của mình. Con mỗi đứa được bao nhiêu năm thì là ly dị? Con thì 6 đến 8 tháng thì là con... ly dị? Dạ đúng rồi. Con thì được 4-5 năm á. Ồ, như vậy có nghĩa là cái này đó mới là cái mấu chốt đây nè, con chia tay trước. Dạ. Lúc đó là Phương chưa có chia tay. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó. Thì nhưng mà tình trạng của Phương là như thế nào? Ly hôn nhưng mà có con không? Dạ có, con có một đứa con, năm nay cũng 4 tuổi rồi. Rồi các bạn gặp lại nhau ở đâu? Phương lúc đó là Phương đã trong tình cảm là đã gọi là ly, gần sắp ly hôn rồi. Thì con có nói chuyện anh em thì lâu ngày không gặp lại. Dạ cũng nhắn tin qua, nhắn tin lại vậy đó. Nói chung là con cũng khuyên nhiều, tại vì con cũng đã từng có gia đình và cũng đã hiểu được cái cảm giác là mất đi một người thương yêu của mình và mất đi một cái gia đình hạnh phúc thì mình
Cũng đau xót lắm. Nhưng mà thực sự thì Phương cũng không thể nào hàn gắn lại được. Không cứu vãn được. Không cứu vãn được nữa. Ok, còn Phương thì sao? Sau một thời gian gặp lại Hoàng thì Phương thấy Hoàng có một cái gì đó khác. Hồi trước á, con với anh Hoàng làm chung với nhau á, thì nổi tiếng nhất trong hệ thống luôn là cứ gặp nhau là cà khịa với nhau à. Ai, cứ... ai là người khịa người kia? Không, hai đứa hay khịa qua khịa lại vậy đó. Hết dịch đợt đầu tiên á, thì khi mà gặp lại thì lúc đó tâm trạng của con cũng không có được vui. Lúc đó con buồn bã và cũng ít nói đi, cũng con cũng chả khịa gì Hoàng hết. Hoàng cũng hiểu. Thì sau thời gian nó gặp lại thì anh Hoàng cách cư xử khác hẳn, nhẹ nhàng hơn, rồi chín chắn hơn, dạ, khác so với trước đây hơn, chín dạ. chắn nhường nhịn hơn. Dạ đúng rồi. Người đàn ông đó một lần đổ vỡ đó em. Dạ, đúng nhưng rồi. Mà Hoàng thì sao? Thì hồi xưa thì Phương rất là trẻ con, có thể nói là rất là trẻ trâu, có thể nói là rất là trẻ trâu. Nhưng mà sau đó là gặp lại Phương thì cảm nhận Phương là một người phụ nữ yêu gia đình, chững chạc và chín chắn hơn. Sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì tụi con đi đến chuyện hai đứa kết hôn? Dạ, cũng một năm. Con là một người rất là thương con nít. Phương thì có bé Su Nít trước đó. Hồi xưa Phương cũng hay dẫn lên chỗ làm thì con cũng gặp nhiều lần, con cũng mến, quý mến. Thì lúc đó con cũng hay chọc chọc, giỡn giỡn. Con nói Phương là đi chơi, dẫn theo Su Nít chơi. Hai đứa có đứa nào chung chưa? Dạ có, bé được 5 tháng. Trai luôn. Hai đứa trai? Dạ. Dạ đúng rồi. Một đứa con chung, rồi một đứa là con riêng. Đó thì không biết rằng là ba Hoàng, cái tình cảm của ba dành cho hai đứa con nó có cái gì khác nhau? Dạ, thực sự đối với con thì cái quan điểm là không có phân biệt ra cái con chung hay là con riêng gì hết. Trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ, Su Nít đó là con ruột của mình. Mình phải là cùng nhau để mà nuôi dạy con. Người phụ nữ mà đổ vỡ trong hôn nhân rồi á, thì khi mà bắt đầu lại mà đối với một người mà đã có con như con nữa, không thể nào mà vì tình cảm của mẹ mà chọn cái hạnh phúc, thì con phải nghĩ cho con của con nữa. Thì trước khi bắt đầu với Hoàng á, thì con cũng nghe nhiều dư luận trái chiều lắm. Có thể là bây giờ Hoàng lấy lòng con, thương Son Nít để lấy lòng con, rồi sau này Hoàng sẽ khi mà được lòng của con rồi thì sẽ không thương Son Nít này nọ nữa. Thì lúc đó con cũng suy nghĩ rất là đắn đo. Con cảm nhận được cái tình cảm mà Hoàng dành cho Son Nít là tình cảm thực sự. Chứ không phải vì mà lấy lòng mẹ mà chiều chuộng hay là yêu thương Son Nít. Thực sự là con cũng rất là yên tâm về sau này là không có cái tình trạng mà cha dượng này nọ các kiểu, hoặc là con chung con riêng. Tỏ tình trước cô ấy thì có lãng mạn gì không? Thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào hết trơn. Trời, nhưng mà sao lại chấp nhận vậy? Đồng cảm rồi cảm nhận rồi thấu hiểu nhau vậy đó. Chứ thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào. Có cái tụi con có gặp trường hợp này không? Như hai đứa là đã có cái gia đình riêng rồi, xong rồi đến với nhau, cái đến nó cũng rất là nhanh, nó cũng rất nhiều cảm xúc. Nhưng mà rồi đến khi á, mà đụng gọi là cọ sát với nhau rồi thì cũng cực kỳ hay có nhiều mâu thuẫn. Phương bà này vợ con bà rất là gọi là dễ bị xúc động, rồi dễ bị tự ái, rồi dễ bị tổn thương. Nên mà bị tổn thương một cái gì nhỏ thôi là bà rớt nước mắt. Mà đối với con thì con thấy phụ sợ. Nữ bị rớt nước mắt là con bị yếu lòng. Con sợ. Nên lúc nào mà có chuyện gì xảy ra con là người xin lỗi trước, im lặng, con không dám nói gì hết. Mà trong khi con im lặng thì bà này cũng im lặng luôn. Bà không có nói gì hết. Chỉ giận thôi chứ chưa đến cái mức mà gọi là tôi chia tay luôn đi. Là chưa có đúng không? Có không? Dạ có. Dạ có. Dạ có rồi, chia tay. Mà ai bên nào? Chắc cũng cả ngàn lần có. Chắc cũng cả ngàn lần có. Vậy hả? Dạ tại vì tính của con á, dễ giận, dễ lẫy lắm. Mà mỗi lần mà con giận con lẫy là hả? Thôi cảm thấy không hợp đâu, thôi chia tay đi. Nhưng mà dạng như là nó chỉ nói lẫy là tại vì trong lòng con lúc nào cũng đinh ninh là không chia tay được đâu. Tại vì Hoàng ví dụ con mà làm ầm lên là lúc nào Hoàng cũng nhường nhịn con hết á. Nên dạng như là cái đó cũng là một tính xấu của con. Con cũng biết cái đó là tính xấu nhưng mà được anh chiều á, nên lúc nào con cũng làm lẫy như vậy á, làm cho anh sợ vậy thôi. Xong rồi kể xấu nhau đi mới vui nè. Nó có thật xấu nào lòi ra không? Bà chỉ được chỉ có cái là một ngày 24 tiếng mà bà ngủ tới 12-13 tiếng lận. Mới xin nó cứ ngủ. Lúc mà hai đứa về là lúc đó là lại dính con, bầu. Con mà bầu. Cái dòng mà dính bầu ngủ dữ lắm mọi dạ, người. Dạ. Kinh hoàng luôn. Tại vì lúc mà con có bầu là lúc đang đang dịch phong tỏa thành phố đâu có được đi đâu. Ăn gì đâu đúng không? Dạ đúng rồi, suốt ngày dính nhau 24/24. Bây giờ tật xấu nè. Dạ bà rất là cọc cằn. Bà nói chuyện giống như là không có bị ngang như con cua vậy đó. Mà bà nói đúng thì phải là đúng, mà sai cũng phải là sai. Rồi không được cãi lại. Dạ không được cãi lại.
mà có cãi lại là bà giận. Bà giận là mình thua. Dạ. Rồi cốt là cốt con cua gốc Cà Mau đó chị. Dạ. Rồi sao nữa? Sao nữa nè? Nóng tính cọc cằn nữa, mỗi lần con hỏi cái gì cái mà bà đang mà khó chịu một chút là hả, bà sạc, bà sạc lại, nạt lại. Ví dụ bà nạt sao nào? Nạt thì cũng không phải là nạt mà dạng như là nói chuyện hơi gần giọng một xíu chứ không được ngọt ngào như thế. Anh không có hình dung nó được. Nay ăn sáng chưa? Không lẽ giờ này chưa ăn? Không lẽ giờ này chưa ăn? Dạ. Vậy đó. Dạ. Dạ em ăn rồi, em ăn rồi anh ăn đi hay sao đó. Những lẽ gì chưa ăn hỏi hỏi ngược đó, hỏi, dạ, ngược, hỏi ngược lại. Dạ. Hỏi làm mình cục khứ rồi đó. Dạ. Ngang ngược. Thêm cái là bả mà đói bụng lên bả cọc tính. Tấu đói. Dạ. Không chịu nổi luôn. Tấu đói. Ai vậy? Ai nhìn theo hướng đó. Mày đói ai cũng xấu. Dạ. Dạ. Ở nhà rồi ai nấu nướng? Bả nấu nướng nhưng mà con là người nếm thức ăn. Bả nấu nhưng mà không giờ bả nếm thức ăn hết trơn á. Ủa sao kỳ á? Dạ. Dạ, con không biết sao nữa, mỗi lần mà ví dụ con chế bí này nọ xong cái kêu anh ơi ra nếm giùm em. Bởi vì ổng mà nếm trễ là đói bụng. Những cái mà cái tánh xấu của vợ thì cũng nên thay đổi. Vợ giận con á nên nói ra giận những cái gì nên nói ra. Mỗi khi bả giận cái bả im. Không để cho tự đoán là giận cái gì. Nhiều khi mình giận mình cũng biết mình giận cái gì. Lấy gì mà người bên cạnh đoán được. Dạ. Nhiều khi bà khát nước bà cũng giận con nữa. Rồi khi mà giận là phải im lặng. Con mong muốn vợ con thay đổi cái gì để cho vợ con trở thành một người vợ hoàn hảo nhất. Dạ. Khi mà giận thì mau nguôi giận. Chứ để một lần giận là phải con phải ra sofa con nằm. Dạ. Không mau được ôm vợ. Dạ. Con lại con chọc rồi con khiều con làm què trước không được. Lúc nào bà cũng cọc nên con biết ý vậy là con sẽ im lặng qua một đêm, cái bắt đầu ngày mai cái con khiều giỡn bà mới bắt đầu vui lại. Lúc đó bà nguôi rồi. Dạ. Lúc đó con mới được lên giường ngủ. Dạ. Ok, rồi giờ tới Phương đó. Thật sự thì chồng con không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú năng nhăng gì hết. Hồi lúc mà mới quen á, thì ví dụ như nhờ gì á là anh cũng đứng dậy 1 phút 30 giây là đứng dậy đi làm liền hết trơn. Cưới xong rồi á, mỗi lần mà nhờ anh cái gì á là anh ngồi anh lướt Facebook, anh lướt TikTok, anh bị nghiện Facebook với TikTok. Là anh ngồi anh lướt xong rồi anh mới ngồi dậy anh đi làm liền. Mà tính của con thì cũng nhờ giờ phải đứng dậy làm liền không là con khó chịu, bực bội lắm. Chỉ có tật xấu vậy thôi, với lại tật xấu. Không phải là lề mề, làm thì cũng rất là nhanh. Nhưng mà mình nhờ là không có đứng dậy đi liền, ngộ vậy đó. Phải chút xíu nữa mới chịu đứng dậy đi làm liền. Thẩm thấu là lệnh hơi bị chậm. Thật dữ gì đâu mà nghe. Có nhiều lắm câu không có vậy. Tội thẩm thấu, hiệu lệnh. Rồi với lại một cái nữa là ghen. Tính của con thì dạng như là cởi mở hòa đồng. Con hay chơi với mấy đứa em trai trong giới LGBT á. Mình thân thiết này nọ cái kiểu thì ăn đi chơi ăn uống hoặc là chị em hay nhắn tin này nọ với nhau thì ổng ghen vậy ổng cũng ghen nữa, mà mỗi lần mà ổng ghen á ổng sẽ đăng story ổng móc méo này nọ cái kiểu móc phốt con dạ không đọc vô là con hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, đọc vô là hiểu là nói về con. Lúc mà cưới nhau rồi thời điểm dịch là cũng ở dính nhau 24/24 thì thời điểm đó là hết ghen. Chồng con được cái là rất là đảm đang. Ở nhà mấy giặt đồ, việc nhà, tất cả việc nhà là chồng con làm hết. Thì con chỉ có hâm mong là thẩm thấu nhanh một chút xíu. Cái từ đó tôi không hiểu gì. Thẩm thấu mình là nhanh một chút xíu. Với lại đừng có ghen tuông bậy bạ nữa. Rồi. Được không? Làm được không Hoàng? Dạ, mấy cái đó thì dạ được. Rồi còn cái mà Hoàng mong con thay đổi được không? Dạ, để con xem sao. Rồi hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì thôi Hoàng đi, dạ. Đàn ông mà đúng không? Thì không biết là Hoàng có muốn nói một điều gì đó bất ngờ với vợ. Hoặc là làm đó. Hoặc thể hiện một cái gì đó với vợ mình hay không? Trời ơi, cút trăng. Dạ. Thực sự thì hôm nay là anh xin gửi tặng vợ một bó hoa. Đây là hoa mà vợ nói là thích nhất. Anh nhớ một lần chúng ta đi Đà Lạt với nhau và đi ngang qua một con đường. Ven đường thì mọc rất là nhiều hoa, loài hoa này. Và nó như là một loài cỏ dại. Và em có tâm sự với anh là loài hoa này khi nó mọc ven đường, người ta đi ngang qua không chú ý đến thì nó như là một loài cỏ dại, rất là bình thường. Nhưng khi nó đặt đúng vị trí như bó hoa này thì nó trở nên lộng lẫy
và rất là mộc mạc và đẹp đẽ. Anh cảm nhận được cái sự tổn thương trong em, nên hôm nay tại đây. Anh muốn nói cho thế giới biết rằng anh rất thương em và con, và sẽ chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi đến hết con đường này em nha. Không biết nói gì hơn thì em sẽ cố gắng để vun đắp gia đình mình, gia đình nhỏ của mình ngày càng hạnh phúc và luôn vững mạnh như vậy. Ôm nhau một cái. Ôm chồng cái coi nè. Ôm chồng cái. Ôi trời ơi. Rồi. Cảm ơn hai đứa nhiều nè. Rồi xin cảm ơn hai bạn nha. Xong rồi đưa cho em coi nó uống bị gì vậy? Thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy? Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần. Xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Sai rồi. Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, cũng ngày an toàn mà em đâu sao đó, đâu sao đó. Cô cuối cùng dính bầu. Đó. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, em nay em 21 tuổi ạ. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả trời? Hãy giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả thì được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ, dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ, dạ chị Hồng Vân. Dạ, trên đây là không có cô với chú. Dạ, toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ, nói đi. Dạ, không hả? Chào chị Hồng Chắc Vân và chú giả. Phú Thuận khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nào cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1.5 năm. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, em nghĩ là chắc mua sữa. 1-2 trái chuối vậy thôi, không ngờ mua một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em, tưởng đâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ, hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á, thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày, chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ bự chà bá ngay đây rồi.
Xong rồi đưa cho em coi, nó uống mày bị gì á, thằng này tâm thần á ta, sao mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy. Xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần. Xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. À, tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Hay là sao? Biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm đó. Anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô thanh trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi hay sao? Dạ không, em vì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau. Rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó, xong rồi họ tên của em là Bửu Chà Bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, em biết là hãnh diện mà em ấy, khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau, khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi, con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Là sai hả? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Cái quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Dễ sai, dễ biểu quá, ngoan quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em, nói là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi, em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, đúng. Mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi mày để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong mà gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn á, ngày nào cũng là ngày an toàn, có ngày an toàn mà em đâu sao đó, đâu sao đó. Không, cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi. Xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua quay thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng làm mẹ chưa. Ồ, mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ đúng. Vậy thì cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tiêu tú tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy, tự nhiên đòi pha nhau, xong rồi quên khóa cửa phòng. Quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không? Xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á. Mẹ lên nha con. Xong rồi đi được 3 bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á. Xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối không? Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn. Xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá. Cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau. Ê, sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời đất ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở ông xã em có thật xấu gì? Dạ nhiều lắm đó, đầy hồi dạch mặt đó. Nhiều, ơi là nhiều, không hết luôn. Đầu tiên là tính là quá là nhây.
giống như là nhay những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó, xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhay hoài tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó, xong rồi đánh hoài à, ngày nào không có chuyện, nó đánh hết trơn, xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn, trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em, xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mày dám quýnh em tao, trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không? Cái tật nhây quá đúng không? Còn cái thứ hai đó là ở dơ. Ở quá trời dơ, sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, phải nói là phải quýnh. Thời gian mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi, bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về làm gì á, thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để làm chi? Đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong ba dấu hiệu nhận biết đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết, hỏi ra không ai biết hết. Trời ơi, hỏi tên tắt cá chép đi, ai cũng biết hết, hỏi ra không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao vậy, dí theo mày muốn sao, dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng mà nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường thí dụ như là người ta nói tới ảnh im xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt cũng đó đâu dám đụng nó, người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao, lúc đó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hả chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là giờ mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó dụ cho em ngủ trước, thường là anh bấm điện thoại anh chứa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước, lén xuống nhà hút thuốc. Xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá đụng trúng cái bàn nghe cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tái một cái bóp, giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ, bỏ không. Ủa em, nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết, tâm tính gì không? Dạ, vậy em thay đổi nhiều lắm mà. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhau nhỏ thôi là nghe chửi, nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hung đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà, mày xin lỗi mày biến ở đâu. Trời ơi đập kinh khủng luôn. Cứ ôm vô là đập, cứ ôm vô là đập. Cái lý do chồng sâu xa là gì? Thí dụ ôm là im lặng đi, không nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên á, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá đúng không? Dạ. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à, xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con, hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con, xong hết. Không nói gì nữa đó, cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời ơi sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy, sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. Xong rồi
xong rồi cái hả mấy kiểu lúc đó cũng chán chán, nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ, mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói nhịn khát không? Dạ có chứ. Vợ em là dữ ghê lắm, năm trời là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khát luôn hả? Nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó, em chỗ em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật là đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh là vui đúng không? Đánh vẫn vui. Đánh cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ một tháng. Một mới tháng. Có một tháng thôi. Chà, là vẫn còn con bắt nhịn đó. Dạ, vẫn còn bắt nhịn dạ, đó. Vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn. Bởi đó. Vì em sinh mổ mà. Ồ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á là bình thường. Bình con, thường mà. Còn một tháng như là cho hai tháng. Cho đến tháng thứ bảy, tháng thứ tám. Còn 2 tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ em không, sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiêng cử cho cái người phụ nữ. Nhưng mà trong thời gian mà em mang bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không hay là em rất là hạnh phúc? Dạ em thấy vui. Vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, em thấy trời nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vậy em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Hot space này có thật xấu không? Dạ vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chọc rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bà ngoại nữa. Thì nó có cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn. Rồi á là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc. Mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Cảm ơn. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dưới làm bếp trưởng vậy, em có ngồi em nhìn miết vậy? Ai vậy là đội giùm thôi. Em là đội giùm. Nóng quá, cũng là biết đội đúng không? Còn ảnh nhìn qua em thì giờ sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, nát cõi lòng à. Trời ơi. Sao mà em nói là anh thích em đi, anh thích em mà anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó anh vẫn chưa thích em chị. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, giặt giũ thả ga. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào anh chị. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Ngọc Tài. Thì hiện tại em sinh sống ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp của em là kỹ sư ô tô. Dạ. Thì năm nay em 30 tuổi. 30. Dạ. Tài. Dạ. Con em. Dạ, em tên là Lê Trần Ngân Trâm, em sống ở Bình Phước nha. Năm nay em 28 tuổi và em làm kế toán nè. Nhìn cái áo của Trâm giống như là cái áo của em hả? Dạ.
áo cưới của tụi em. Áo cưới của tụi em, dạ. Đúng không? À. Em đang có tin vui đúng không? Dạ, em mới có em bé khoảng 2 tháng nha. Wow. Dạ. Thay mặt chương trình thì chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ. Có tin vui như thế này. Rồi, kể cho anh biết đi, hai bạn gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em gặp ảnh là lúc mà em còn đang đi học cao đẳng, lúc đó em mới 22 tuổi anh. Em mới làm thêm ở một cái shop quần áo trên đường Phạm Ngũ Lão ở Gò Vấp. Và lúc đó thì em bán quần áo nên em cứ ngồi trong shop rồi em cứ ngó ra ngoài đường á. Thì đối diện cái shop em là cái quán lẩu nấm của ảnh, quán lẩu nấm An Nhiên. Em cứ ngồi em nhìn hoài vậy á. Em nhìn khoảng 6 tháng. Tại lúc đó ảnh làm đầu bếp ở trong nhà hàng á chị. Làm sao mà thấy ảnh? Nhìn cái chữ An Nhiên thôi hả, chứ đâu có thấy ảnh đâu. Dạ, nhìn xuyên vô cái xuyên vô cái kiến là em thấy ảnh. Dạ, thì cái nhà hàng bên em á là cái bếp thì nhìn thẳng ra ngoài đường được. Thì khi mà đứng nấu á thì có thể nhìn ra ngoài đường đối diện bên đường được. Tức là mối tình qua hai lớp kiến. Trong 6 tháng là chỉ nhìn thôi chứ không có bước qua mua một bộ đồ nữa. Không ạ. À, tại bên đó bán đồ nữ. Mà bên em không qua lẩu nấm. Lúc em là em nghe nó mắc lắm, em không dám qua chị. Ồ vậy hả? Lúc đó ảnh là học đại học, ảnh đi làm thêm thôi mà ảnh đội cái nón đội bếp trưởng trong nhà bếp á, ảnh đội giùm cái cô bếp trưởng thôi chị. Mà em có tưởng là ảnh là bếp, cái giống như em ngưỡng mộ thầm vậy. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dưới làm bếp trưởng vậy, em có ngồi em nhìn miết vậy. Ai vậy là đội giùm thôi. Dạ, ai vậy mà đội giùm không quá, cô là biết đội đúng không? Dạ. Còn ảnh nhìn qua em thì về sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, hát cõi lòng à. Mình đang, chị em mình đang nghĩ tới một đó cái, là cái, một cái tình mối cảm. Tình qua hai lớp kiến. Phải là 6 tháng trời chỉ nhìn nhau thôi qua lớp kiến. Và cuối cùng là sao? Kết quả là ông nhìn chiếc mô tô. Lúc đó thì nói chung là em cũng chưa có xin số điện thoại. Thì 6 tháng xong rồi em học bài thì cũng buổi trưa cũng buồn quá. Thôi kiếm ai nhắn tin nói chuyện cho vui. Thì lúc đó thì nhìn qua nhìn lại thì vợ em cũng nhìn qua em cũng nhìn lại. Rồi xong rồi em cũng giơ tay lên xin số điện thoại. Rồi xong rồi vợ em cũng đâu có sẵn giơ lên luôn. Rồi xong rồi em cũng lưu trong số điện thoại nhắn tin qua. Em biết sẵn trước đó mà em không dám đưa. Em nói hay là mình giơ mình làm quen ảnh đi. Chỉ làm quen kiểu thích nhau thôi mà đâu có gì đâu. Mà ngại không dám đưa. Cái ảnh vừa giơ dấu hiệu hai giày cái em cũng hai lại. Xong rồi anh xin vậy, cái ảnh vừa xin cái em giật. Wow. Có ghi sẵn rồi. Em ghi sẵn rồi. Sau khi lấy được số điện thoại rồi sao? Rồi em nhắn tin. Thì nhắn tin nói chuyện khoảng thời gian. Mới đầu nhắn tin thì em cũng nói bằng tiếng Anh thôi, chứ không có nhắn tin bằng tiếng Việt. Thì vợ em thì lúc đó cũng học bên chuyên cũng thuộc về bên du lịch cũng thuộc tiếng Anh. Thì nhắn nhưng mà vợ em tiếng Anh giỏi hơn. Cái em nhắn không lại, em nói thôi nhắn tiếng Việt đi. Lúc đó em ngộ nhận nữa chị. Má trời anh này đồ bếp. Mà lúc đó em không có phân biệt được giọng miền Trung nói chuyện lơ lớ nha. Ảnh gốc ở Nha Trang á chị. Em nói cha anh này đồ bếp chắc bên nước ngoài mới về khoái nữa. Coi như nói tiếng Anh mà giọng lại lơ lớ. Đó mà đeo ấy cái nón mà của bếp trưởng tuyệt vời quá tưởng gì đồ, nữa. Tưởng đầu bếp Việt Kiều nữa. Bao lâu thì đi chơi lần đầu tiên? Ban đầu thì nói chung là em cũng tò mò, em cũng thử nhiều cái lắm. Thì em hỏi thôi ít bữa hẹn cho hôm cái đi. Cái vợ em cái nói chửi em đồ biến thái. Chưa gì đòi hôn ta. Rồi nấu ăn chay rồi nấu chay rồi mày sao người gì kỳ cục gì đó. Rồi xong em giận quá em không có nhắn tin nữa. Khoảng mấy ngày tuần gì đó rồi nhắn tin lại rồi rủ đi uống nước mía. Thì xong mới đầu gặp lần đầu tiên là ở quán nước mía ở trước Bixi. Đó là lần đầu tiên đó. Dạ, lần đầu tiên. Rồi đến khi nào thì mới tỏ tình? Yêu trong 3 năm thì nói chung là cũng vợ em tỏ tình em. Tỏ tình sao em? Em nói em thích ảnh. Thế xong em nói là anh thích em đi, anh thích em mà anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó anh vẫn chưa thích em chị. Anh nói ảnh lo công việc chứ chứ ảnh chưa có xác định. Xong em mới nói vậy thôi, chỗ làm em cũng có người thích em á, người ta rủ em đi chơi vậy em đi nha. Xong anh kêu em đi đi. Cái xong cái anh chỗ làm em thì anh hay tặng hoa em lắm. Cái mỗi lần em đi chơi với ảnh em có cầm theo bó hoa của cái anh kia tặng. Cái xong về sau ảnh mới nói với em là thôi đừng nhận hoa nữa, tự nhiên thấy khó chịu quá. Xong em mới nói đó, vậy là anh thích em mà nói em nói mà. Thế nào anh quen em đi, anh cũng thích em à. Kỳ á. Gài mất đi luôn. Một cái lý do nào mà để em quyết định là thực sự tiến tới cái viên vấn đề mà yêu bạn này? Thì em học xong đại học, thì em về Nha Trang. Thì vợ em ở lại trong Sài Gòn.
Thì lúc đó vợ em cũng về lại Bình Phước rồi. Trong thời gian một năm đó thì yêu xe vậy đó, nhắn tin qua nhắn tin lại rồi gọi FaceTime nói chuyện. Thì xong thì đợt đó thì cũng không hiểu vì sao. Thì giận cũng cái tháng á, lúc đó căng lắm, là định chia tay luôn rồi đó. Rồi em cũng nghĩ giờ mà nếu mà mình vậy thì không được. Thì giờ mình cũng nhớ người ta mà giờ mình làm gì cũng khó coi. Xong qua tháng 9, tháng 10 kia em điện em đòi cưới. Xong rồi giờ em cũng đồng ý luôn. Giờ em đồng ý thì từ tháng 11 đến tháng 1 là bắt đầu tranh thủ nhau cưới luôn. Có nghĩa là đám cưới, từ lúc đám cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 6 tháng ạ. 6 tháng, dạ. Quá, có nghĩa là quá son rồi đó. Đó, bây giờ ở với nhau 6 tháng rồi, anh ấy có thật xấu gì không? Trong quá trình 6 năm là em lúc mà tìm hiểu là em thấy cũng có những cái tợ đó như là cọc tính bảo thủ này kia. Thì về ở với em thì hiện giờ thì cái tính đó vẫn nó tăng hơn á. Em ví dụ như là em xay nước ép trái cây hay cái gì đi, em xay cà rốt với lại thơm này kia chung với nhau ấy, là ảnh bắt em phải chứng minh là hai cái loại đó là nó tương tác với nhau là có cái gì không mới được uống, còn không được uống. Mà em nói là em thấy người ta xay cũng đâu có gì đâu, mà ảnh kia em phải chứng minh. Nhiều khi em phải nhiều lúc nhiều cái chứng minh cho ảnh biết, em phải lên mạng em tí em kiếm này kia ảnh mới chịu uống, còn không ảnh không chịu uống. Tại vì em á thì em sợ bị đau bụng. Dạ. Cứ tại vì nhiều cái loại trái cây khi nó thích hợp thì không nói gì, nhưng mà nhiều khi nó tương tác với nhau nó sẽ bị ngộ độc. Cho nên em cũng sợ mỗi lần cứ làm gì mà trộn tổng hợp là em sợ lắm. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Dạ như em thấy chỉ có vậy thôi ạ. Bảo thủ cọc cằn. Dạ. Còn vợ em thì sao? Vợ em thì nói chung là cái tính hay lo cho em. Hồi xưa tới giờ thì vẫn vậy, nhưng mà em thì em cũng nhiều lúc thì cũng bực bội về vấn đề đó. Thứ hai nữa là hay theo cái ý của người khác mà không phải tự mình quyết định. Đó thì cái tính theo ý của ai? Của thì em hay là của ba mẹ hay là của bạn bè? Nhiều khi của bạn bè cũng có, người dân của em cũng có, nhiều khi trái ngược nhau á thì không có chứng kiến hả? Dạ đúng rồi, không có chứng kiến. Có ghen không? Ghen thì vợ em không ghen. Thì vợ em tin tưởng em lắm. Thì trong quá trình đó thì nói chung là chưa gọi là từ khi mà quen nhau cho đến cưới bây giờ là chưa có nói một từ chia tay với em lần nào hết. Cho em nói với vợ em là em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em nói với vợ em là muốn thay đổi là mình phải chính kiến lên. Dạ, chính kiến lên. Ngày thứ hai là phải ví dụ như là phải nhìn nhận cái sự việc. Dạ, cho rõ ràng hơn xíu. Còn em muốn Tài thay đổi điều gì? Dạ, chỉ bớt cọc với bớt bảo thủ. Bớt bảo thủ. Hai tật xấu kể ra cũng là sự mong muốn thay đổi luôn, phải không? Dạ. Chị thấy vậy nè, cái cảm giác của chị thôi nha, là trong cuộc sống của vợ chồng em á, vợ em thương em, lo cho em nhiều hơn. Tỷ lệ cũng khoảng là 64 hoặc là 73. 73 đó. Với em á, em quá thương chồng em. Em muốn thể hiện hết tất cả những điều đó cho chồng em hiểu là em thương chồng em. Em lo quá đó, đôi khi cái đó nó tạo ra cái dở cho mình. Dạ. Cái dở cho mình ở đây là sao? Nhiều khi á, chồng mình sẽ cảm thấy là sẽ hơi bị vướng víu. Nếu mà trong cuộc sống vợ chồng á, cái sự tương tác á, nó phải nhận được cái sự tương tác. Ví dụ như cái điều em làm là cái điều chồng em muốn. Dạ. Thì cái đó quá tốt. Nhưng mà cái điều mình đang làm mà đó chưa phải là cái điều chồng mình muốn thì mình phải thay đổi chiến thuật. Cách giữ chồng thì có trăm ngàn cách. Đó thì bây giờ mình phải xem cái cách nào là cái cách mà chồng mình muốn để mà mình làm, thì nó sẽ tạo ra cái sự mà thoải mái ở chồng mình, để mà yêu vợ mình hơn, để mà cảm thấy rằng á, mất đi cái người vợ này á, là sẽ không tìm ra một người nữa. Tại đúng, vì em có nghĩ như vậy. Em hiểu không? Dạ. Rồi. Ha? Rồi. Cảm ơn em.